Xin chào mọi người. Mọi người ở bên Việt Nam chuẩn bị Tết tới đâu rồi? Ở bên đây á, thì dân bị cách ly á, mọi người. Do là ba chồng của dân bị Covid cho nên cả nhà của mình bị cách ly. Cho nên là năm nay Tết cũng không có vui lắm. Nhưng mà thôi, mình cũng làm một cái Tết nho nhỏ trong cái căn nhà của mình ha. Rồi để mừng cái Tết của Việt Nam mình. Bây giờ dân mới bắt đầu trang trí sơ sơ thôi. Thì cái này hôm nay mình cũng làm cái nhành mai giả, rồi chút nữa mình đi cắt thêm mấy nhành đào nữa. Tại ở đằng sau nhà dân có nguyên cái cây đào lớn lắm. Rồi chút nữa mình tối nay mình sẽ trang trí nhà cửa, rồi mình ngày mai mình sẽ ăn cái Tết Việt Nam ở trên đất Pháp. Mà năm nay thì buồn, năm nay chỉ có gia đình dân ăn Tết chung với nhau thôi. Dịch cho nên là cũng không có làm gì lớn, mọi người nấu mấy cái món Việt Nam. Bánh tét thì hôm bữa dân cuốn rồi nè, dân cuốn bánh tét rồi, xong rồi mình sẽ để đây để ngày mai mình trưng ra mình chụp hình này kia cho nó có cái không khí Tết Việt Nam ở bên đất Pháp nha. Rồi đây là cái nồi thịt kho hộp gà của dân. Dân đang hầm nó cho nó rụt lại, dân mới vừa ấy thôi. Thì cái này hầm trước rồi ngày mai nó sắc lại nó mới ngon mọi người. Đó. Cũng có thịt kho hộp vịt, rồi dưa giá, rồi làm một cái món đồ xào thêm cơm chiên Dương Châu này, dân chiên nữa nè. Rồi cũng đại khái vài ba món truyền thống, canh khổ qua này kia rồi đó mọi người, cho nó có không khí chút cho vui vậy thôi. Rồi bây giờ dân sẽ đậy nắp lại để cho nó hầm cái thịt này. Hoa đào hoa mai thắm hương xuân, những cành hoa mang phước lộc, gia đình về đây kể nhau nghe một năm mới với bao niềm vui. Xuân về ngoài sân ngát hương thơm, mái nhà cùng nhau ấm lòng, nghe tình xuân thắm trong lời ca, hạnh phúc nên say lòng ta đón chào đón xuân với đời, những lời yêu thương chúc mừng cho trẻ thơ quê áo xinh xinh. Mấy tấm hình Tết cho vui. Chứ bây giờ là bị cách ly á, mọi người, nên không có đi ra ngoài đường được á. Nên thành ra chỉ làm đơn giản thôi. Năm nay thì bánh tét dân tự cuốn luôn nè mọi người, dân gói cái bánh tét á. Rồi cái mình làm như vậy đơn giản như vậy nè. Rồi có trái cây, xong làm cây mai giả. Còn này là cây hoa hạnh nhân á mọi người, mà nó nhìn nó giống như cây đào vậy, cho nên dân cắt mấy cái nhành á, dân cắm vô cái bình cho nó giống như là có bông đào bông mai vậy. Rồi cũng có bánh mứt, hộp bí nè mọi người, rồi kẹo bánh mứt me với lại mứt tắc. Cái này là mứt tắc á mọi người. Hộp nó như này nè, dân mua ở trong tiệm tàu đó, dân mua nhiều lắm, mua 3-4 hộp luôn để dành đó ăn Tết. Với lại đang dịch nè, mình mua cái mứt này mình ngậm cho nó có lỡ mà có bị cảm hay gì mình ngậm nó cũng có nó không đỡ bị mất cái vị giác của mình á. Rồi cái Tết xa quê nó chỉ có đơn giản vậy thôi mọi người ơi. Dân cũng làm rồi quay phim chụp hình lại cho ba mẹ dân bên Việt Nam coi á. Năm nay thì dân không có đi về Việt Nam được, cho nên mình chỉ có thể làm đơn giản như vậy thôi. Rồi mọi người ăn Tết sao thì mọi người chia sẻ với nhà Vân nha. Rồi đây mọi người, dân quay cho mọi người xem cái mâm bánh mứt nhà dân nha. Rồi cái mâm này dân mua ở bên Việt Nam á mọi người, lúc mà dân về Cần Thơ đó. Dân mua lúc mà dân đi ăn ở tiệm của anh Vân á, tiệm hải sản của anh Vân á, cái có một cái ông Ấn Độ đó, ông đem lại ông bán, dân mua
hồi lâu rồi mọi người, năm hình như năm 2016 thì phải, mua lâu lắm rồi. Lúc mà năm 2016 nhưng về Việt Nam. Rồi đây bánh tét nè mọi người, cũng có mâm trái cây nha. Đào mai nữa. Rồi, mình sợ người ta không biết Tết, mình ghi chữ Tết vô cho người ta thấy. Tết đồ với ta. Rồi, năm nay Tết thì cũng không có vui gì hết. Tại vì dịch bệnh này kia đó. Nhưng mà thôi thì mình ở nhà, nhưng mình cũng làm cái Tết cho nó có không khí chút. Rồi, dân chúc mọi người một năm mới thật là bình an, hạnh phúc, vạn sự như ý nha. Dạ, xin chào mọi người. Hôm nay là ở bên Việt Nam là người ta cúng mùng 1 Tết rồi mọi người. Người ta cúng 30 Tết. Thì dân có làm cái giò thủ nè mọi người. Bây giờ mình sẽ bày cái mâm cỗ ra để mình gọi là mời ông bà, giống như không có cúng nhưng mà mình cũng làm một mâm cỗ để cho có cái không khí Tết cổ truyền ở bên đất Pháp nha. Cái này là cái dưa giá thì dân mới trộn hồi sáng rồi. Còn đây là chả lụa, rồi giò thủ dân đang cắt ra để sắp xếp ra cái dĩa. Rồi mà hôm nay mình sẽ có cơm chiên Dương Châu nè, thịt kho tàu nè, rồi canh khổ qua. Chút nữa dân sẽ làm thêm cái món xào nữa, nhưng mà không biết là có nhiều đồ ăn đúng không, tại có hai vợ chồng thôi à. Rồi đây là khô, và chút nữa mình cũng bày ra để mình cúng nha, khô lan phòng á mọi người. Rồi mọi người ơi, hôm nay là dân bày cái mâm cỗ ngày Tết. Chỉ có chả lụa nè, giò thủ, dân làm tự làm giò thủ luôn á mọi người. Rồi cơm chiên Dương Châu, thịt kho tàu, dưa giá, canh khổ qua. Dân không có tôm khô củ kiệu mọi người, tại tôm khô bên này dân kiếm không có, cho nên dân mua củ cải muối nè, rồi củ kiệu nè, với lại dưa món cái này dân tự làm luôn. Rồi xong rồi có bánh tét nữa, bánh tét dân cũng tự gói luôn mọi người. Rồi vậy là bày ra cái mâm cỗ ngày Tết chỉ đơn giản vậy thôi, để cho có cái không khí Tết Việt Nam ở bên đất Pháp nha. Rồi mình sẽ làm cái bày cái mâm, rồi mình chụp lại vài tấm hình gửi cho ba mẹ dân ở bên Việt Nam xem, để xem là bên Pháp này là cũng có cái không khí Tết như vậy nè. Đứa nó phá cổ rồi nè, mấy đứa nhỏ nó phá cổ rồi đó, nó ăn rồi nè. Rồi ăn đi tụi con, xong rồi ăn đi, mà chín nó ngồi thằng này nó ăn. Tại vì cái bàn để vậy thì nó không có coi tele được mọi người, nó coi trong, nó ngồi trong đó thì che mắt cái chậu mai á, nên thành ra là cho cái ông đòi ngồi đó để ông coi tele. Rồi mà chi đã ăn đi nha. Mà chết nó ăn nguyên cái dĩa cơm chiên à. Mà chết nó ăn mạnh lắm, ăn giỏi lắm. Xin chào mọi người.
Hôm nay là ngày 30 Tết ở bên Pháp. Cả nhà của mình thay đồ đỏ rồi chụp hình rồi quay phim cho mọi người xem để cho có một cái chút không khí Tết cổ truyền ở bên đất Pháp nha mọi người. Bây giờ thì cả nhà của Dân gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người. Chúc mọi người năm mới thật là bình an, sức khỏe, vạn sự như ý nha. Rồi mấy đứa nói chúc mừng năm mới nè, 2, 3. Chúc mừng năm mới. Rồi mọi người ơi, cả nhà của Dân đã thay đồ chụp hình xong hết rồi. Bây giờ thì Dân cũng có một cái buổi quay phim chụp hình, rồi một bữa ăn những cái món ăn ngày Tết cổ truyền giống như là bên Việt Nam vậy. Thì năm nay cách ly rồi dịch tăng này kia, không có được đi đâu ra ngoài hết. Nhưng mà ở trong nhà thì mình cũng làm một cái bữa đơn sơ, rồi trang trí nhà cửa để chụp một cái buổi chụp hình, làm một cái concept để chụp hình một góc nhỏ trong nhà Dân để chụp có những cái tấm hình Tết Việt Nam. Như vậy thì cũng đã cảm thấy là vui lắm rồi. Bây giờ thì tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo nha. Dân chúc. Rồi mà nè, Machida nó chào nè. Machida chào tạm biệt mọi người đi. Over mọi người, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người nhớ nhấn subscribe và ủng hộ kênh của nhà Văn nha. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Tết là Tết, cho người xa về đây xin vầy. Tết là Tết.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.